I'm catching on fire. My voice is gasoline. I'm catching on fire like you never seen. I'm catching on fire. My voice is gasoline. I'm catching on fire like you never seen. I'm catching on fire. Thế thì mời ông đại diện bên nhà gái thay mặt để dùng cước rượu. Dạ, hôm nay chúng tôi đến đây. Trước là xin quý thăng tộc cho được rất cháu ngân về gia đình và thỉnh quý thăng tộc. Và trước khi được chấp thất thần thì hôm nay chúng tôi đến, chúng tôi có một quả trầu cao, hai chai rượu lễ trong dàn, còn lại năm quả, trong đó là rượu trà bánh trái cây trước kính bề trên, sao quý tộc cùng dùng với chúng tôi. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Có bên mẹ của với cha của cô dâu và tặng cho hai đứa là đứa người con gái và với rể là một cây vàng. Chỉ cần có nhau.
Giang ở trển thì cũng có giờ. À, giờ đây thì chắc lẽ là được giờ cũng được rồi, cho phép được rước cháu. Và xong là thỉnh quý thân tộc cùng đưa cháu về trên gia đình. Thì quý thân tộc Hòa Nhạc Cái đã đưa cô dâu về đến gia đình. Giờ đây thì chúng tôi xin phép để nghi thức thành hôn của chú rể Văn Hiếu và cô dâu Kim Ngân được xin phép được bắt đầu. Giờ đây thay mặt gia đình trân trọng kính mời toàn thể quý thân tộc chúng ta hướng về bàn thờ để chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho đôi tân hôn. Xin trân trọng kính mời. Dạ, kính thưa quý thân tộc, hôm nay cái niềm vui để chúng ta thấy cháu Hiếu và cháu Kim Ngân thì xin được giới thiệu thân tộc ở bên cháu Hiếu. Hôm nay thì biết là có ông ngoại. Nguyễn Tấn Đạt và bà Nguyễn Thị Bằng Tâm là song thân của chú rể Văn Hiếu tiến lên sân khấu để ra mắt tất cả quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm là song thân của cô dâu Kim Ngân tiến lên sân khấu để ra mắt toàn thể tất cả quý vị quan khách ạ. Trái tim